Nào vừa cô. Mắc tay lắm mà gì tao. Cũng đây thì nó cũng hơi hơi đau nhẹ thôi. Món gì cứ tưởng là thịt dê chứ không phải là mình đâu. Thịt dơ là ngay Ừ, chỗ muốn con ra mắt tay ạ. cho nó kìa. Để đây cho nhìn cho đỡ ấy. Uống ra luôn một cục luôn rồi đúng không? Giống như ngọc Trồng quá ngọc luôn nha. á. Viên ngọc trai. Chờ đem đi bán được rồi đó. Viên ngọc trai đúng á. Xí chăng con cho cô Bài chút xem xem. lại nha. Đây mà chịu làm rồi. Cho mượn cái kèm. Đây 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 băng băng. Mấy cái bọc là xíu rồi. Có cái bọc nữa. Nè xong rồi, đau không cô? Má sơ thấy sơ. thấy tơ luôn rồi má. Cục nó to ghê vậy. Không, mấy cục nhỏ này thì hơi đau hơn xíu. Rồi, đau rồi. Sợ đau đứng lên đi dịu, không chịu làm. Cục nến khó nặng đi. Rồi, 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 con. Máu dính kìa. Đẹp. Cục nó đẹp quá à. Ừ, trẻ, 75 tuổi mình trẻ. 75 tuổi đây. Thấy khỏe, khỏe rơ mà. Nóng hả cô? Bà gì, gì hay cũng đứa đó. Ra, kêu ra đi cho rồi. Sợ lắm. Với lại cái thằng già đó, bà làm chứ nữa kêu nữa. Không phải, thật ra cái này người già họ cũng khó chịu lắm, cận cận cận. Dạ, xong rồi. Mà thường có khó chịu không á? Không. Ừ. Nhưng mà nhiều người họ họ lại cận cận trên mặt họ là chịu không được. Bà dì em cũng ăn đi nặng mình mà có kiểu như là sợ dịch lắm, sợ sợ kinh lắm. Rồi xong cô. Được trước nằm ngay chỗ bà luôn vậy. Mà biết một đống luôn. Cái chưa bà sợ. Hả? Đi viên ngọc luôn á. Đau quá chứ. Trong cái cục đen thui nó nhìn đã. Cục nó là y viên ngọc trai luôn á. To dễ đau. Sợ. Hơi đau cô nghe. Lần xong rồi. Phải đau xíu. Nặng mà tâm lý dễ sợ luôn. Sẽ đau rồi vậy. Ừ. Thì cái sẽ đau lại. Mới vừa nói rồi làm làm. Không dám tay. Không dám luôn. Đau không bao giờ dám đi bệnh viện em. Trời ơi, trước biểu ra một video đi là đây này ừ. Có chịu đi là gì và cũng còn chịu cái đây. Dễ sợ. Vừa đầu bị té cái tay nó mà không đi bệnh viện là không chịu thành là không. Anh bên là ở đâu? Ở đâu rồi đây? Ở gì? Dạ dạ dạ. Rồi xong rồi đó. Nên nặng lắm đau. Em chạy ở đây gần 45 phút. Rồi sáng chạy vô anh chạy ra là... Quay mà đau tim. Không sợ đứng lên nữa. Hôm qua anh đi ô tô chở ra. Cái bên xe quá rồi sợ cho nó đi về. Sợ dịch. Dịch, bởi vì hôm qua lần chưa cho phép ra kìa. Cái sáng này phải chạy xe máy về chở ra. Có cái cục nén tròn đó, cái hình như hơi gần quá là sẽ hơi mờ đó. Để dẫn đỡ đau, dẫn đau quá, cầm. Đứng lại đi về nữa.
ra ra đi chơi à, qua nhà ai chơi hả? Qua nhà bà chị. Cục dưới cổ nữa. Mấy nữa. Nè nè nè, đây cả đống luôn nè, nhưng mà sợ chắc chịu đau không được rồi. Hả? Cục ấy đâu? Cục nó không phải. Má rắn rồi luôn đi má ơi. Thôi. Chị thôi, trời nãy giờ làm được rồi mà. Không không không, yên, cứ im đi. Rồi rồi rồi. Nó mát tay chứ sợ thiệt. Nó dịu làm gì đứa quá, mát tay. Mùa trưa mà mới có vài con chứ mấy. Tôi đâu có dám làm hung đâu làm lên. Ta đừng làm chỗ không mát nó chạy đà ra kìa. Dạ không, con không lấy cái thịt nữa đâu. Cái thịt nó là phải làm phải này kia. Chứ không phải là dùng như thế này, đơn giản như thế này đó cô. Cố gắng nghe, rồi. Cốc chim không lên được luôn á. Cái tay ta rung luôn rồi. Nắng mắt không lấy. Này rồi, một cục nữa thôi. Có cô mùa đây này hồi trước cũng cỡ cũng lớn tuổi rồi. Mà ta nó nằm mà nặng mà một tí đồng hồ luôn mà mụn mà nó lì. Thường thường người lớn tuổi dễ đau. Cô nên lạnh như nóng. Cô nên cũng to nè. Dạ dạ. Ta bị đau tim á. Cô này là hình như chưa đi làm đẹp bao giờ luôn. Mắt mị đồ chưa xăm luôn. Nhà quê đó. Ấy là không không hay là sợ đau không sợ đi làm. Lắm. Ha. Rứa mà ông chở cũng siêu đi mà ra mình vinh nói là mới đi thôi, là cái đi ra xem mắt bé rồi đi này chơi mặc đồ đẹp chứ sợ. Sao cô má nhưng mà ông rất là đẹp, má yên tâm đi, làm gì má không đau chứ. Dạ đau quá không à. Dạ một cục này nữa thôi. Bởi vì mà cũng nhọt chỗ cái tay này mà không chịu đi là không luôn. Dạ xong rồi.